Và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah, ok. Thì hôm nay anh em thấy gì không? Mình đang ở trong căn phòng của mình, ở trong cái map của làng HERO TEAM nè anh em. Đó, thì đây chính là căn phòng của mình. Hiện tại là mình vừa sắm, không, cái này không phải là mình vừa sắm, cái này là anh Vịt mua cho mình. Đây là cái PC của anh Vịt đã mua cho mình nè anh em, PC 100 củ lẫn nha. Bạn nào mà chưa xem video đó hãy qua bên kênh của anh Vịt mà xem nha. Rồi bây giờ mình lên trên mạng mình coi coi hôm nay các bạn có like video ủng hộ cho mình nhiều không ta, để xem coi. Video lần trước của mình được đến 10.000 like luôn. Trời ơi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Các bạn nhớ là các bạn xem video, các bạn hãy nhấn vào nút like để ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ có động lực làm video càng sớm càng tốt cho anh em xem nha anh em. Đó, thật là hay cho anh em xem luôn. Rồi để xem coi. Ôi trời ơi, Nono Live của mình hôm nay cũng lên được đến tận 40.000 follow luôn rồi. Trời ơi, các bạn ơi, dạo gần đây á, thì mình đang livestream ở trên Nono Live với mã số ID ở phía trên màn hình nè. Đó, đây chính là mã số ID của mình nè. Hoặc là các bạn có thể lên Nono Live và search ở cái tên Phong Cận TV thì các bạn cũng sẽ tìm được thấy cái kênh của mình ở trên Nono Live nha. Thì mình mỗi buổi tối lúc 7 giờ mình sẽ livestream ở trên Nono Live nha. Cho nên các bạn đừng quên lên Nono Live mà xem ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi, bây giờ để mình lên mạng coi coi hôm nay trên YouTube có cái gì vui không. Để coi coi. Hey. Ui, có cái clip gì của Vịt nè, coi coi. Fuck you. Tắt máy tính, đập luôn dàn PC. Mình nghĩ là hôm nay mình lên mạng như thế là đủ rồi anh em ơi. Sao mà mình cảm thấy bị ám ảnh quá. Thôi bây giờ mình sẽ ra bên ngoài để mình hít thở không khí bầu trời xung quanh coi. Thôi đi ra ngoài cái đã. Hôm nay làng Hero Team của mình thật là trong lành luôn anh em ơi. Thoải mái gì đâu. Ủa Vịt làm cái gì vậy Vịt ơi? Cái gì vậy Vịt? Ui chết em á. Trời, Phong Cận chết rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa rồi con Timmy làm gì đứng trên nóc nhà vậy? Ủa rồi Vịt ơi, anh làm gì vậy? Sao đi anh chém em lên trời vậy? Hả, em đùa mà, hôm nay em có cái kiếm này nè, nó mặc em nhìn thấy đẹp. Ồ, cái kiếm cũng đẹp thiệt, đẹp. Đó gì? Ủa anh làm gì vậy? Ủa nhưng mà em nói nghe nè, anh bị điên hả? Tự nhiên anh bắn em bay lên trời, lỡ mà em bị chết cái đầu em bị trầm cảm, cái em bị sợ quá, em bị sốc quá rồi em không làm video cho các bạn xem luôn sao? Thêm người nữa này đó. Cái gì vậy? Vịt quá đáng lắm nha. Trời, cái ruộng mình phải nhảy vô cái ruộng. Ai chết vẫn chết. Cười cái gì mà cười? Thôi, anh quá đáng lắm luôn anh biết không? Nghỉ chơi anh luôn, không chơi anh nữa đâu. Anh về. Xin lỗi, em đùa mà. Rồi, xin lỗi cái gì trời ơi trời, anh nghĩ sao vậy? Rồi chạy rồi, ok đưa kiếm này rồi. Qua nhà Timmy đùa, dụ Timmy đùa đi qua clip nè. Trời đủ làm gì Timmy đùa chứ đứng trên nóc nhà kìa. Quên cái lôi tổng cái cổ chân lôi xuống coi đứng nhìn gì sai thăm kìa. Em chém nó xuống. Gì? Rồi đi xuống đây tôi nói nghe này nè. Thôi tôi thấy rồi, ông Vịt ông tính chém bay tôi lên nóc nhà y chang như Phong gì dụ tôi hả? Rồi đi xuống này. Ê bây giờ hai ông kia tôi ra làm gì? Mà hai ông cầm cái kiếm này cho tôi ra kiếm tôi đâu? Cái gì trời ơi, cái kiếm này là cái kiếm của ông Vịt nè chứ phải tôi đâu phải là cái kiếm của tôi đâu. Ổng đưa tôi tịch thu luôn á, nãy ông chém tôi bay lên trời mấy lần luôn. Tôi tịch thu, giờ tôi tịch thu đưa ra cho tôi mượn đây. Ủa lấy làm gì con gái cũng cầm kiếm làm gì đó, lấy đi. Rồi em nói Vịt nghe nè, em nói thiệt nha là Vịt. Cái gì mà tính chém luôn hả? Đâu bà giỏi bà chém coi, trời con gái làm sao biết dùng kiếm đâu chém coi. Ôi liêu. Cái gì? Trời chết tôi luôn. Rồi đó. Trời ơi trời. Tôi nói thiệt nha. Kiếm này nó khỏe luôn. Hai người quá đáng lắm luôn rồi, Trời là trời, sao lần nào hai người cũng kiếm chuyện ăn hiếp tôi thiệt chứ, hai người chơi chung nhau biết là lầy như nhau luôn. Rõ ràng Vịt ông thấy không, rõ ràng nó hách tôi, là bà chém này bà con gái bà không biết gì. Không nói nhiều nữa. Cái game này nè, kỹ năng người ta là phải biết PVP để người ta còn xấu nè. Diệt dòng nè, giết kẻ trộm nè. Trời ơi, đây Phong không biết né rồi thôi, Phong lại còn bày đặt rồi, còn kêu người khác. Trời ơi, gì mà ám hại. Người ta nói là thắng bại tại kỹ năng đó biết chưa. Trời ơi, ở đâu qua chơi tao vui đi. Tào lao tôi mặc dù là nhìn tôi đeo kính cận, nhìn tôi như vậy nhưng mà tôi cũng biết chém kiếm, tôi cũng biết PVP mà tôi giỏi lắm luôn á, mà tại tôi không có làm thôi. Ta là BVB hả ông? Ổng nhiễm tôi rồi mà trời, gì BVB là gì đồ gà ơi, đúng là nước. Rồi là 2019 rồi, không nói bằng mồm được. Phong nói Phong biết BVB đúng không? Đúng rồi, tôi biết chém nè, tôi biết giết rồng nè, tôi biết chơi Skyward, chơi Bedwar luôn á. Làm kèo chứ. Rồi thách tất cả rồi rồi, ok anh em ơi, mình nghĩ là bây giờ mình phải làm một cái kèo chơi đánh, chơi đấu kiếm, chơi PVP chung với mấy ông này. Người ta gọi là gì, PVP đi, đừng dạy đọc vậy cho nó chuyên nghiệp. Mình sẽ PVP chung với hai người này, hai người này dám xem thường mình. Kỳ này mình sẽ tìm ra cách để mình cho họ lại, họ dám chém mình lên trời mấy lần luôn, tức quá mà. Ok ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu PVP với nhau nha. Bây giờ tôi có một cái map này rất là hay luôn nè, bây giờ hai người dám thi với tôi không? Thách luôn á, dám thi không? Timmy chơi luôn phải không? Trời ơi, Timmy là con gái mà, tưởng nó sợ con gái hả? Ok đi, đi trước đi, tôi lấy voi đi, tôi sửa. Rồi, ok đi thôi. Rồi. Ừ, hai người. Ok rồi, đợi đó, sẽ biết tay tôi. Hay trời ơi, vô cái map này nè, đây xin giới thiệu với hai người, đây chính là một cái map PVP. Hai người có dám thi PVP chưa? Sợ chưa? Trời ơi, ha, không đi được, không di chuyển được, đứng ở chỗ quay. Đây, bắt đầu nè, bây giờ bắt đầu nè, 10 giây, 8 giây, 7 giây, 5 giây, 6 giây, 4 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Bắt đầu, ok. Mọi người chuẩn bị PVP nha. Thì chúng ta sẽ thi đấu PVP với nhau, người nào mà giết được cái con quái vật nằm ở giữa nè thì người đó sẽ thắng. Đó. Ok. Rồi để mình xem. Kiếm với súng thì mọi người sẽ kiếm ở trên đây nè, ở trên đây nó có mấy cái cột nè, nó có mấy cái chỗ để spam ra vàng nè, spam ra kim cương á, mọi người lụm mấy cái này mọi người dùng. Vàng và kim cương rồi mình dùng. Vàng sắt. Cái này giống như là chơi Bedwars á, cái này giống như là chơi Bedwars vậy đó. Ok hiểu rồi. Ok anh em ơi. Chế nó ra thành đồ vũ khí đúng không? Đúng rồi. Ok anh em ơi, thì anh em để mình xem coi, bây giờ ở đây mình đang sử dụng len màu trắng đúng không? Để mình đổi thành cục len màu trắng nè. Anh em ơi, mình có cái trò này vui lắm nè anh em. Hồi nãy giờ hai người đó bảo là mình là kiểu là sao ta? PVP dở. Ok, được rồi, tôi chơi dở rồi sao? Nhưng mà tôi có cách, tôi là thông minh IQ 200 lần. Anh em xem nha. Đây mình sẽ cho anh em xem đây. Mình mới vừa tạo một cái bộ skin. Đây để mình cho anh em xem nha. Đây chính là cái skin của mình nè. Đó. Cái skin này nhìn nó trắng bóc luôn này thấy không? Đây là skin hình cục len đó anh em. Đó để mình anh em đã hiểu ý mình chưa? Đây mình sẽ sử dụng nha, bấm dùng nè. Đó rồi, ok. Giờ anh em nhìn mình nè. Trời ơi, anh em thấy mình trắng bết luôn đúng không? Anh em không thấy mình luôn đó. Ôi, ông Vịt ổng đang bắt lóc, ổng đi qua bên kia để ổng lấy kim cương rồi anh em. Ôi, coi bộ ông này ổng cũng giỏi nha, ổng PVP giỏi lắm luôn anh em. Rồi mình thử nha. Bây giờ mình sẽ cho anh em biết cái cách mình cho sẽ là cho như thế nào nè. Đó mình sẽ đặt ra như thế này. Đây, để mình đặt lên như thế này nè. Đây. Đó, anh thấy không? Giờ mình sẽ đặt như thế này nè. Đây, bây giờ mình chỉ cần mình đứng vô thế nè. Đó, anh thấy không? Là sẽ không ai thấy mình hết. Đó, tàn hình. Đó. Ok. Rồi, ok bây giờ mình sẽ sử dụng cái cách này để mình cho hai người đó nha. Ok. Ui, rồi ok, để mình vô mình chuẩn bị một số dụng cụ chẳng hạn như là kiếm dao được cái đã. Ok anh em ơi, thì mình mới vừa chuẩn bị nè, mình đã mua được giáp sắt nè, đó, mình mua được cung nè, rồi dao nè, lộn kiếm chứ, rồi chảo nè, rồi thêm một ít giáo nữa. Bây giờ mình sẽ dùng những cái này để mình cho họ nha. Ok rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái tay không cái đó, mình không có cầm gì trên tay thì họ mới không phát hiện nữa mình. Ok ông Vịt kìa, để mình đứng cháu quân qua có kiếm mình giết con Phong coi. Có kia là ông đặt lóc qua tôi lụm mấy cái này lụm cái đấy có chân tay hai ô cuối có đâu vậy. Ok biết rồi, qua rồi bà qua luôn rồi tao. Ôi ông đặt lóc đi, tôi qua là tôi qua nè. Mọi người hình như hai người này đang đi qua nhà mình. Ok mình đứng đây chắc là họ không thấy mình đâu. Ok từ đặt quá lẹ. Ủa cái kỳ lì á, đặt lộn hướng rồi quả cái Phong rồi. Ủa Phong đâu tao mình đứng đây có chừng nghe chơi cầu thang bị chơi hay sao, tôi dẫm vào vô luôn. Ủa hai người nó chơi luôn hả? Ôi nó trời nó mưa hay sao đấy, cái cầu thang này nó trơn nó té hay sao đi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên ở phía giữa, nhưng mà bây giờ mình phải chờ hai bọn họ đi về nhà của họ cái đã. Đó bây giờ mình sẽ đứng cái mình đợi nha, để chờ. Timmy hình như nó đang lấy kim cương anh em ơi, đợi tí nha, cho bà về đi. Timmy về đưa giáp này đánh không. Ông đang đâu rồi, tôi không thấy ông luôn á. Qua đây nè, cho anh nè thôi. Anh em bây giờ mình sẽ qua bên đó, mình đặt cái cục len bên đây nha để mình hóa trang. Ok rồi mình sẽ đặt cục len ở đây nè. Đặt vào đây mình sẽ xây lên đây. Ông chế tạo đồ tôi đủ giáp rồi nè, qua hốt xác nó luôn. Ui rồi ok, lượm kim cương. Ok rồi bây giờ mình sẽ đứng ở đây, hy vọng là họ không thấy mình. Ok vứt cái chảo đi. Rồi mình sẽ đứng ở đây như thế này, hy vọng là họ sẽ không thấy mình nha anh em. Đó mình đứng chỗ này, không biết là họ có thấy mình ta, từ từ để xem coi. Dịch ơi, Timmy Quay tôi coi rồi. Tôi nghi thằng Phong này nó xài cung rồi, nó chế được cung tạo được cung này. Đúng rồi, có phải thấy không, thấy không? Đúng rồi, bây giờ tôi nói nghe này, bây giờ cái chỗ kim cương này quan trọng nhất này. Bây giờ bà đứng đây bà căn kim cương mà lượm đi. Căn chưa. Rồi, bây giờ bà nhìn tôi này, đó bà đừng nữa. Tôi đặt cầu thang lên, tôi bắt cua lên này. Không tôi đứng tôi căn thằng Phong nó mà thò ra, tôi thấy nó đến gần bà là tôi phòng. Ủa vậy ra sao lại té rồi vậy? Không biết nữa, hình như chắc là tôi té, tôi trượt chân này, tôi lại coi. Chắc là tôi trượt chân rồi, để tôi lại coi. Hình như mà anh em ơi, mình đứng kế bên chỗ này luôn mà họ không thấy mình luôn anh em ơi. Bà coi tôi nè, tôi đặt lại cọc này lần này, này được này đó, bà đứng đấy đi. Đó, bây giờ tôi canh lên thật đến đây. Không phải lên trên chân nữa. Đúng rồi. Ủa sao té nữa vậy? Té nữa rồi. Ông không đặt cái gì đâu mà té. Không phải đâu, tôi đặt chuẩn mà. Trời ơi, không tin được, bên này lại nốt lần cú nè. Nè để tôi đặt cho, không đặt cái gì đâu á kìa. Để tôi cho bà canh kim cương kìa. Kim cương kìa. Đó. Cho bà xô tôi xuống đi. Sao đánh tôi vậy? Vậy đó, bên này tôi thấy không có bức tường rồi, nhưng mà ông qua đây. Tự nhiên đâu mọc ra cái bức tường trắng lè chị. Ôi, chắc nhìn quá tôi không nhìn thấy thằng Phong á, bà đốt đi. Đốt hả? Trời ơi chết mình ơi, đừng đốt. Trời ơi anh em ơi, cháy hết cái này cái là họ sẽ phát hiện ra mình luôn anh em ơi, chết rồi. Đừng cháy, dập lửa. Đừng cháy. Timmy. Hả? Sao thấy có cục len nó nhúc ở dưới vậy? À, cháy. Em xin lỗi nha, nó xài skin khác nó trốn tụi mình kìa. Em xin lỗi. Trời ơi chết mình rồi. Từ nãy giờ được rồi em xin lỗi đừng giỡn nữa. Ok anh em ơi, thì hồi nãy đến giờ mình đã dùng một cái skin này để mình cho Timmy với lại Vịt từ nãy giờ cho mấy chục lần luôn mà họ không biết, giờ họ mới phát hiện ra. Ok thôi, mình nghĩ là bây giờ cho gì cũng đủ rồi. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên kênh YouTube của các thành viên cho Timmy luôn. Chính là anh Mr Vịt, Timmy TV, Camui TV và các người bạn của mình, để subscribe ủng hộ cho những người bạn của mình, với lại subscribe ủng hộ cho Team Hero nha. Đừng chỉ em, mình xin lỗi. Ok bye. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Mình đi đây. Vịt không thấy mình, Vịt không thấy mình. Ok. Bye bye anh em, tạm biệt.